Sáng nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên phối hợp với Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hưng Yên tổ chức hội nghị trực tuyến trao tặng sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát động từ tháng 1 năm 2022 nhằm giúp người dân con cảnh khó khăn có điều kiện tham gia bảo hiểm xã hội, đảm bảo có lương hưu ổn định cuộc sống khi tuổi già, giảm bớt gánh nặng khi đi khám chữa bệnh. Từ nguồn kinh phí trên 17 tỷ đồng do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Vietcombank hỗ trợ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam lựa chọn phân bổ cho 18 tỉnh, thành phố. Trong đó, tỉnh Hưng Yên được phân bổ 175 sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện và 420 thẻ bảo hiểm y tế, có tổng trị giá 943 triệu đồng. Tại hội nghị, Ngân hàng Vietcombank Hưng Yên Bảo hiểm xã hội tỉnh trao tặng sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế cho một số người dân còn cảnh khó khăn tại 10 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Hoàn cảnh nhà tôi rất là khó khăn, chồng thì mới mất, bây giờ còn con thì giờ cháu đang đi xạ trị ở trên bệnh viện Tân Triều. Tôi cũng bị bệnh ốm yếu, không làm gì được. Tôi rất vui mừng được trao sổ bảo hiểm là sẽ tiếp tục tham gia để về già còn có lương hưu. Nông dân chúng tôi thì có bao giờ được nghĩ là mình tham gia cái sổ bảo hiểm sau lại đâu. Chỉ có công nhân viên chức nhà nước. Thế mà hôm nay là được các cấp chính quyền mà tặng cho sổ bảo hiểm này thì về già chúng tôi được lương hưu thì chúng tôi rất mừng. Tại vì nông dân chúng tôi thì thu nhập nó bây giờ nó kém. Này rất nhất là dịch bệnh này rất cảm ơn. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng biểu dương cán bộ viên chức ngân hàng Vietcombank nói chung và Vietcombank Hưng Yên nói riêng đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái, giúp người dân còn khó khăn được tiếp cận các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của Đảng và Nhà nước. Từ đó có động lực để phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp tới mọi mặt của đời sống như hiện nay. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh cần tiếp tục phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố, các hội, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp trong hoạt động thiện nguyện, trao tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, tuyên truyền để ngày càng có nhiều người dân, nhất là những người yếu thế, được tiếp cận tham gia và thụ hưởng các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, góp phần đẩy nhanh lộ trình bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân.